Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay, cô Giang sẽ cùng các em làm bài tập cuối chương 3. Trước khi đi vào bài ngày hôm nay, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Đầu tiên là câu hỏi trắc nghiệm. Chọn phương án đúng. Câu số 1. Bạn Nam dùng 6 đoạn tre vót thẳng để làm khung diều hình thoi, trong đó có 2 đoạn tre dài 60cm và 80cm để làm 2 đường chéo của cái diều. 4 đoạn tre còn lại là 4 cạnh của cái diều. Khi đó tổng độ dài 4 đoạn tre dùng làm cạnh của cái diều hình thoi là: đáp án A là 5m, B là 1m, C là 1,5m và D là 2m. Thì để trả lời câu hỏi của bài toán này thì chúng ta sẽ thực hiện giải nhanh bằng tự luận như sau. Đầu tiên ta vẽ hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Một độ dài là 60cm và một độ dài là 80cm. Vì hai đường chéo của hình thoi vừa vuông góc với nhau vừa cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, cho nên độ dài đường chéo ngắn là 60cm thì độ dài một nửa đường chéo còn lại là 30. Và tương tự như vậy đối với đường chéo thứ hai, nó dài 80cm thì một nửa của nó sẽ là 40cm. Do đó lúc này áp dụng cho cái tam giác vuông, cô gạch đỏ trên hình á, cái tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông là 30cm và 40cm. Do đó cạnh huyền của nó chính là cạnh hình thoi. Nó sẽ bằng căn thức bậc 2 của 30 bình phương cộng với 40 bình phương. Thì kết quả là 50. Đơn vị là cm. Chúng ta dùng định lý Pythagore để tính độ dài cạnh hình thoi thì nó bằng 50cm. Bây giờ đề bài hỏi chúng ta là tổng độ dài 4 đoạn tre dùng làm cạnh của cái diều hình thoi. Thì chúng ta biết tổng 4 độ dài đó chính là chu vi của hình thoi bằng một cạnh đem nhân với 4. Như vậy 50cm đem nhân với 4 thì bằng 200cm. Và 200cm chúng ta đổi ra mét thì được là 2m. Do đó đáp án chính là phương án D. Tiếp theo ta sang câu thứ 2, trang 88. Cho hình thăng cân ABCD, trong đó AB song song CD. Góc A bằng 65 độ, khi đó góc C là bao nhiêu? Trong các đáp án, A là 115 độ, B là 95 độ, C là 65 độ và D là 125 độ. Thì trước tiên chúng ta hãy vẽ phát cái hình thăng cân mà đề bài cho ra. Ta biết rằng trong hình thăng cân hai góc kề một đáy bằng nhau, do đó góc C bằng góc D. Vì hai cạnh đáy là AB và CD song song với nhau, do đó chúng ta suy ra góc A bằng góc D1 bằng 65 độ. Còn góc D2 chính là góc kề bù với góc D1. Vậy góc D2 chính bằng 180 độ trừ đi góc D1 bằng 65 độ bằng góc A. Như vậy kết quả nó bằng 115 độ. C và góc D là hai góc kề một đáy. Vậy thì góc C bằng góc D và bằng 115 độ. Do đó đáp án của chúng ta đó là phương án A. Góc C bằng 115 độ. Câu 3 trang 88 là trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? Đề bài hỏi câu sai. Đáp án A là tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật thì chúng ta thấy đáp án này là đúng. Đáp án B là hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật, điều này cũng đúng. Đáp án C là hình bình hành có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình chữ nhật thì đáp án này chính là đáp án sai, bởi vì hình bình hành thì đương nhiên hai đường chéo nó cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường rồi. Như vậy nó chưa thêm điều kiện gì để là hình chữ nhật cả. Nó phải thêm điều kiện về đường chéo thì phải là hai đường chéo bằng nhau. Do đó đáp án sai ở đây là phương án C. Đáp án D là tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành thì điều này là đúng. Sang câu 4, cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM, biết AB bằng 8cm, AC bằng 15cm, độ dài AM là... Đáp án A là 8,5cm, đáp án B là 8cm, C là 7cm và D là 7,5cm. Thế thì để giải bài toán này, chúng ta sẽ thực hiện vẽ phác hình. Tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB bằng 8cm và cạnh AC bằng 15cm. Tính độ dài, cái trung tuyến AM, tức là chúng ta lấy điểm M là trung điểm của cạnh BC. Thì AM chính là đường trung tuyến, ứng với cạnh huyền, vậy nó bằng nửa cạnh huyền. Muốn tính đoạn AM thì chúng ta phải tính được BC. Như vậy theo định lý Pythagore thì BC bình phương bằng AB bình là 8 bình phương cộng với AC bình là 15 bình phương. 8 bình phương là 64 cộng với 15 bình phương là 225. Nó bằng 289. BC bằng căn bậc 2 số học của 289 thì nó bằng 17. Nhưng mà AM thì bằng một nửa BC. Như vậy bằng BC trên 2 bằng 17 chia 2 được 8,5. Đơn vị là cm. Do đó đáp án chính là phương án A. Ta sang câu 5, trang 88.
Hình thoi ABCD có cạnh bằng 13 cm, độ dài đường chéo AC bằng 10 cm. Vậy độ dài đường chéo BD bằng bao nhiêu? Đáp án A là 24 cm, đáp án B là 12 cm, C là 16 cm và D là 20 cm. Chúng ta cũng vẽ phác hình của bài toán này ra để thực hiện làm bài. Hình thoi ABCD có cạnh AD bằng 13 cm, độ dài đường chéo AC bằng 10 cm thì suy ra OA bằng 5 cm. Bởi vì trong hình thoi hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Muốn tính độ dài đường chéo BD thì chúng ta đi tính độ dài đoạn OD. Vì hai đường chéo của hình thoi thì vuông góc với nhau tại điểm O. Do đó, chúng ta áp dụng định lý Pythagore thì để tính đoạn OD bình phương bằng AD bình phương trừ đi OA bình phương bằng 13 bình phương trừ đi 5 bình phương. Kết quả là 144. Từ đó OD bằng căn bậc 2 số học của 144 thì bằng 12 cm. OD bằng 12 thì BD phải bằng 2 lần OD. Như vậy nó bằng 2 nhân với 12 bằng 24 cm. Như vậy đáp án chính là phương án A. Ta sang câu 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Phương án A là hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông. Thì câu này sai bởi vì hình chữ nhật thì đương nhiên hai đường chéo bằng nhau. Đáp án B là hình thoi có hai đường chéo vuông góc là hình vuông. Thì điều này cũng không đúng bởi vì trong hình thoi hai đường chéo vuông góc với nhau rồi. Câu C. Đáp án C là hình thoi có một góc vuông là hình vuông. Đáp án này là đáp án đúng. Đáp án D là hình chữ nhật có một góc vuông là hình vuông. Hình chữ nhật nó có cả 4 góc vuông, do đó phương án D cũng sai. Như vậy, trong bài tập số 6 trang 88, đáp án đúng là phương án C. Tiếp theo ta sang câu 7 trang 88. Cho tứ giác ABCD biết góc A bằng 60 độ, góc B 110 độ và góc D 70 độ, khi đó góc C là... Muốn biết góc C bằng bao nhiêu thì chúng ta nhớ cái tính chất của tứ giác là tổng 4 góc của tứ giác bằng 360 độ. Do đó góc C bằng 360 độ trừ đi tổng 3 góc còn lại, tức là góc A cộng góc B cộng góc D, chính bằng 360 độ trừ đi 60 độ cộng 110 độ cộng 70 độ. Bằng 360 độ trừ đi 60 độ cộng 70 độ là 130 độ, với 110 độ là 240 độ. 360 độ mà trừ đi 240 độ thì kết quả là 120 độ. Vậy đáp án là phương án A. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.